chị Thư rồi ạ. Mình chuẩn bị đi thôi. Ok, đi thôi. Dạ, xe đã chuẩn bị sẵn rồi ạ. Hên quá, hôm bữa nhặt được cái vé để đi du lịch miễn phí này. Quýt kêu mình đi du lịch miễn phí. Sạn vali đi chơi thôi. Ủa, mình có nhiêu tiền thôi hả? Thôi, 300 ngàn mà cũng nhiều lắm rồi đó, chắc đủ rồi. Sạn cỡ này chắc đủ rồi hen. Thôi, đi ra sân bay thế nào. Trời, làm thủ tục nhanh lên coi. Ồ, thì có nhanh lên đi cô. Wow, cái hàng này dài quá. Chờ chắc là lâu lắm luôn á. Ủa chị ơi, phải xếp hàng chứ. Đây là thẻ VIP của tôi. Ồ, wow, chị là một trong những hành khách siêu VIP của chúng tôi hả? Dạ, xin chào chị Mimi. Dạ, em gửi lại thẻ của chị cho chị. Dạ, thôi giờ chị đi trước đi. Để em báo cho mấy bạn, thôi mấy bạn sẽ dẫn chị vô khu VIP của mình nha. Cảm ơn anh. Gì không công bằng vậy? Dạ, nếu mà cô muốn công bằng thì cô có thể mua thẻ VIP cho cô nha. Giá rẻ lắm cô, chỉ có 250 triệu à. Wow, bạn ấy giàu quá. Chào mừng cô nương đã quay trở lại chuyến bay. Đây là ly rượu. Chào mừng cô, thật là hân hạnh được phục vụ cô lại nha. Tôi sẽ đem thêm đồ ăn cho cô. Đây là menu đặc biệt dành riêng cho cô. Một lon ca cho cô. Đầu bếp mới làm ra mấy món cho cô nè. Yummy, ngon quá. Đúng là một đẳng cấp khác, thật là sang trọng. Xin chào, tôi đi du lịch nè. Cho xem vé đi ạ. Tôi có cái vé đi du lịch free nè. Trời đất ơi, cái gì mà lắm cái thẻ ra đây vậy trời, không biết luôn á. Thôi được rồi, đi theo tôi. Bây giờ trên máy bay là có chỗ đặt hết rồi, nên là chỗ này là ok cho cô nhất với cái thẻ này đó. Cô ở đây đi, khi nào máy bay hạ cánh rồi xuống. Ủa, phòng này là phòng để vali hả? Xin chào tất cả khách sạn của chúng tôi, bạn muốn đặt lại phòng nào vậy ạ? Cho tôi phòng VIP nhất ở đây. À, xin lỗi cô, phòng đó không có sẵn đâu cô. Ơ, vậy hả? Vậy thì mời anh ra đây. Sao vậy cô? Trời đất ơi, chắc là cô là khách hàng VIP nhất của tôi từng có đó. Dạ, để tôi làm đặt phòng liền nha cô. Cô đợi một giây thôi nha. Ok, phòng có rồi cho cô, quý cô vô đây nha. Đây là phòng VIP cung đình của chúng tôi. Tất cả đồ được làm bằng vàng, đồ ăn thì được chuẩn bị sẵn từ đầu bếp. Thật là sang trọng, mình rất yêu thích một kỳ nghỉ thật sang trọng như vậy. Ngon quá. Chà, cái khách sạn cao dữ à. Tôi muốn đặt một phòng à. Đây là khách sạn 5 sao đắt tiền. Cô muốn loại phòng nào? Cho tôi cái phòng nào mà hợp tiền với cái giá này là được. Khách sạn chúng tôi không nhận coupon miễn phí như vậy. Cô có thể qua khách sạn 1 sao đầu đường để coi nha. Vậy tôi cũng có tiền nè. Cô có bao nhiêu? 200 ngàn. Anh cho tôi phòng nào mà vừa túi tiền của tôi nha. Nè, phòng này vừa túi tiền thôi nè. Ở được, ở không được thôi nha. Cứ không tệ lắm, mình được phòng view 1000 sao luôn. Yay. Sao tự nhiên lạnh quá vậy? Dạ thưa quý cô, đồ ăn của cô đây ạ. Phục vụ nhanh ghê. Dạ cô cần gì cô gọi tôi đứng đây tôi chờ ạ. Tự làm hồ bơi luôn, vừa tiết kiệm mà vừa rẻ. Cảm ơn ngài hầu nha, bây giờ ngươi đi được rồi đó. Dạ quý cô, đây là menu của cô đi ạ. Cho tôi một phần mỹ tôm hùm, một phần cừu nướng, một cơm chiên hoàng gia. Dạ, tất cả các món của cô đã lên rồi ạ. Khoan đã, tôi cần phải tip anh nữa. Cảm ơn cô. Wow, cảm ơn cô rất là nhiều ạ.
hay là bill tính tiền của cô đây? Một bên là tiền bill, còn một bên là tiền tip cho anh nữa nha. Wow, cô đúng là khách hàng VIP. Cảm ơn cô. Xin chào, dạ menu gọi món của cô đây ạ. Cảm ơn, cho tôi coi được không? Ôi trời đất ơi, sao cái gì cũng mắc hết trơn vậy? Anh ơi, anh cho tôi cái nào mà rẻ nhất trong cái menu này nha. Cái gì cũng được hết trơn á, tự sao? Món của cô đây. Wow, trứng ốp la. Dạ, đây là bill hóa đơn của bữa ăn của hôm nay ạ. Trời đất, tôi có ăn cái gì đâu mà 6 triệu dữ vậy? Dạ, đĩa trứng của cô là 90 ngàn, còn tiền thuế là 5.910.000. Tôi có 3 đồng thôi à, hy vọng anh hiểu cho tôi nha. Quá trời quá đất à, không có tiền, vậy đặt đi ăn nhà hàng sang nữa. Bây giờ cô hả phải rửa chén để khi nào trả hết tiền đợi cho tôi đi. Bây giờ đi làm việc đi nhanh lên. Còn đứng đó ngay mặt đây hả, đi rửa chén nhanh lên. Mình chỉ muốn có một kỳ nghỉ tốt và vui thôi mà sao khó quá. Đói bụng quá. Thôi ăn miếng bánh chắc không ai biết đâu. Dạ xin chào cô. Tôi muốn có ăn bữa sáng. Dạ, để tôi lấy menu cho cô. Món này nghe ngon nè, cho tôi một cái lasagna hàng gia nha. Dạ món của cô đây ạ. Chúc cô ngon miệng nha. Ê khoan đợi đã. Dạ sao cô? Để cho tôi tip cho cô. Nè cô chụp vụ, tiền tip cho cô đó, cầm đi. Cái này là tiền tip cho cô đó. Nè, muốn không? Cho nữa nè. Để dành tiền đi du lịch đi cho vui.